Vâng, thưa quý vị, một người nhạc sĩ, ca sĩ kế tiếp chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là nam ca sĩ, nhạc sĩ Việt Khang. Việt Khang sẽ gửi đến quý vị hai nhạc phẩm và một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, đó là bài Thư Xuân Hải Ngoại, và một nhạc phẩm Việt Khang tự sáng tác. Riêng với Dự Quyên thì có rất là nhiều kỷ niệm với Việt Khang từ cái lúc Việt Khang qua đây cho tới bây giờ đã ổn định và cũng đã có gia đình ở bên đây, coi như là an cư lạc nghiệp. Vâng, và ngày hôm nay Việt Khang cũng tới đây để góp tiếng hát với Chùa Điều Ngự trong chương trình Xuân Giáp Thìn. Vậy thì đối với lại Tuyết Nha, em nghĩ sao về tiếng hát cũng như là ca nhạc sĩ Việt Khang? Dạ, thưa chị, thường mà tôi nghĩ là nhạc sĩ thì sáng tác hay, còn ca sĩ thì hát hay. Nhưng mà đối với ca nhạc sĩ Việt Khang thì chúng ta thấy có sự hòa quyện của cả hai lĩnh vực này, tức là vừa sáng tác và vừa trình bày luôn. Và nói riêng về năm nay đó thì rất là đặc biệt khi tới nhà được biết là nhạc sĩ Việt Khang, ca sĩ Việt Khang còn đưa con mình đến với Chùa Điều Ngự của chúng ta hôm nay để cho con của mình có thể đón một cái giao thừa thật là ấm cúng và thật là tràn đầy những phong tục tập quán của văn hóa Việt Nam của chúng ta, phải không chị? Đúng vậy, Tuyết Nha. Vậy thì chúng ta cùng chờ đón tiếng hát của ca sĩ Việt Khang, và Việt Khang sẽ nói thêm về người con trai của mình. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca nhạc sĩ Việt Khang, kính thưa quý vị. Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru, cho mẹ con nghe thương xuân trao cha mới vài xuân đầu. Ước gì từ một thời xưa em đêm thành mùa xuân mới, hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân thuở năm nỗi. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Thơ xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, tình hoài hương thư xuân là rượu cay tương tư rót tràn trên giấy, bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ từng bừng, chan hòa nhạc lòng là lời mơ người về từ muôn lối, xuôi tuôn lệ mừng vòng tay yêu thương ôm tròn mùa xuân. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Thơ xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, tình hoài hương thơ xuân
rượu cay, tương tư rót tràn trên giấy, bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương, bên kia pháo nổ từng mừng. Chan hòa nhạc lòng là lời mơ người về từ muôn nỗi, xuôi tuôn lệ mừng, vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân. Chan hòa nhạc lòng là lời mơ người về từ muôn nỗi, xuôi tuôn lệ mừng, vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân.